Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 23 tây tháng 7 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bản tin và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Bản tin đầu tiên: Hy Lạp di tản hàng ngàn khách du lịch trên đảo Rhodos khi bị cháy rừng. Các quan chức cho biết một đám cháy rừng lớn trên hòn đảo Rhodos là một hòn đảo du lịch của Hy Lạp đã buộc hàng ngàn khách du lịch phải di tản khỏi các khách sạn của họ đang ở. Cháy rừng ở miền trung và miền nam của đảo Rhodos đã bùng cháy kể từ thứ ba. Đây là vụ cháy lớn nhất trong số các vụ cháy rừng ở Hy Lạp. Nơi đây không khí rất ngột ngạt do một đợt nắng nóng mà các chuyên gia cho rằng có khả năng trở thành đợt cháy lâu nhất được ghi nhận ở nước này. Hình ảnh trên truyền hình Hy Lạp cho thấy lửa và khói bốc lên gần các khu nhà và bãi biển ở đảo Rhodos. Và video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều nhóm khách du lịch phải đi bộ di tản ra khỏi các khách sạn. Hiệp hội khách sạn Rhodos cho biết ước tính khoảng 10.000 người khách du lịch đã phải được đưa đến phần lớn ở phía bắc của hòn đảo này một cách an toàn vào thứ Bảy. Hiệp hội cho biết trên truyền hình Hy Lạp rằng khách du lịch từ 12 khách sạn đã được vận chuyển bằng xe bus, đi bộ và cả đi bằng tàu, bằng đường biển để đi đến phía bắc của hòn đảo. Các nhà khoa học đang cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt có thể chỉ là một bản xem trước của những gì sẽ xảy ra khi hành tinh này ngày càng nóng lên. Và bản tin thứ hai, kính thưa quý vị, Netanyahu không lùi bước trước cuộc đại tu tư pháp bất chấp áp lực từ Biden. Kính thưa quý vị, các tin đồn và báo cáo đã lan truyền rằng ông Netanyahu sẽ phải lùi lại hoặc giảm bớt một dự luật trong luật đại tu tư pháp sẽ được đưa ra để bỏ phiếu cuối cùng vào đầu tuần tới. Nhưng mà thay vào đó, thì bất chấp hàng chục ngàn người biểu tình trên khắp đất nước, sự gia tăng số lượng lính dự bị từ chối phục vụ trong quân đội và thậm chí là sự chỉ trích rất công khai và gay gắt đối với kế hoạch đại tu tư pháp của Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì ông Netanyahu này vẫn không chịu lùi bước. Nhưng một ngày trước đó, Tổng thống Biden đã giống lên hồi chuông cảnh báo tới Netanyahu thông qua Thomas Friedman của tờ New York Times. Ông đã nói rằng hãy vượt qua cuộc đại tu này mà không có sự đồng thuận rộng rãi, và như vậy là bạn đang mạo hiểm với mối quan hệ của chúng ta. Đây rõ ràng là một lĩnh vực mà người Israel có quan điểm mạnh mẽ, bao gồm cả phong trào phản đối lâu dài đang thể hiện sự sống động của nền dân chủ Israel, vốn phải là cốt lõi của mối quan hệ song phương của chúng ta. Tổng thống Biden đã nói với Friedman trong cuộc gặp kéo dài 1 giờ 15 phút của họ. Và ông cho biết thêm tìm kiếm sự đồng thuận về các lĩnh vực chính sách đang gây tranh cãi, nó có nghĩa là phải dành thời gian mà bạn cần đến. Đối với những thay đổi đáng kể, thì đó là điều cần thiết, cần phải có sự đồng thuận rộng lớn hơn. Chính vì vậy, khuyến nghị của tôi đối với các nhà lãnh đạo Israel là không nên vội vàng. Tôi tin rằng kết quả tốt nhất là phải tiếp tục tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể ở đây. Cách giải thích của riêng Friedman về cảm xúc của Tổng thống Biden thậm chí còn đi xa hơn, khi ông nói rằng về cơ bản, ông ấy đang cầu xin Netanyahu và những người ủng hộ thủ tướng hiểu rằng nếu chúng ta không được coi là đang chia sẻ giá trị dân chủ đó, thì sẽ rất khó để duy trì mối quan hệ đặc biệt mà Israel và Mỹ đã có trong 75 năm qua và có thể khó trong 75 năm tới. Nhưng trong bài phát biểu trong hôm thứ Năm, ông Netanyahu dường như đã bác bỏ những lo ngại như vậy. Và kính thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay với nhan đề bản cáo trạng thứ ba là vết nhơ sâu sắc đối với di sản của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Donald Trump nói rằng cố vấn đặc biệt Jack Smith đã gửi cho ông ta một lá thư thông báo rằng ông ta là mục tiêu của cuộc điều tra.
Đây là một bước thường xảy ra trước các cáo buộc. Sự việc này nó làm tăng khả năng Trump, người đã không nhận tội trong hai bản cáo trạng hình sự khác, sẽ phải chấm dứt thời gian của mình trong chiến dịch tranh cử bằng những ngày dài phải đi ra hầu tòa, làm trầm trọng thêm căng thẳng pháp lý và chính trị xung quanh cuộc bầu cử năm 2024, và ông ta phải tự trả các hóa đơn pháp lý đắt đỏ đó. Có rất ít công dân Mỹ nào phải đối mặt với những vụ kiện thưa liên quan đến pháp lý nhiều như Donald Trump, một công dân Mỹ đặc biệt nhất từ khi lập quốc cho đến nay. Dĩ nhiên, thưa quý vị, Donald Trump cũng như bất cứ tên tội phạm nào khác phải chống lại mọi cáo buộc và không nhận tội. Riêng trong hoàn cảnh của Trump thì ông ta còn phải ca bài ca con cá sống vì nước, rằng ông ta là nạn nhân của một nỗ lực chính trị hóa nhằm cản trở con đường đến với chiến thắng một lần nữa trong năm 2024. Chưa biết thiệt hại thực sự của những lời ta thán này nó sẽ còn đi xa đến đâu, nhưng mà trước mắt, bài ca con cá sống vì nước của Donald Trump có nguy cơ gây thiệt hại thêm cho các thể chế quan trọng về trách nhiệm giải trình pháp lý làm nền tảng cho xã hội Mỹ. Donald Trump đã cho chúng ta thấy rằng ông ta sẵn sàng một lần nữa vứt bỏ niềm tin vào nền dân chủ Hoa Kỳ của tất cả người Mỹ chỉ để bảo vệ chính bản thân ông ta. Tuy nhiên, ngay cả khi không có những lời hùng biện kích động của Donald Trump, thì các hệ thống chính trị và luật pháp sẽ phải đối mặt với một thử thách phi thường, vì ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Cộng Hòa đang bị Bộ Tư pháp của đảng Dân Chủ, là đảng của Tổng thống đương nhiệm và cũng là đối thủ của ông ta vào tháng 11 năm 2024. Nhưng mà nhìn lại những bản cáo trạng về nỗ lực chưa từng có của Donald Trump, là người hai lần bị luận tội nhằm phá vỡ chuỗi chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, sẽ là những cáo buộc pháp lý sâu sắc nhất, nghiêm trọng nhất chống lại ông ta. Jack Smith đã không tiết lộ những cáo buộc mà Trump có thể phải đối mặt, nhưng mà điểm qua những công việc của Jack Smith đã làm thì đã gợi ý lên về một cuộc điều tra có quy mô và phạm vi rộng lớn, bao gồm nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử ở các tiểu bang chiến trường quan trọng, những âm mưu nhằm cản trở quá trình trao phiếu đại cử tri, và cả hành động phớt lờ trách nhiệm, không phản ứng đúng mức để bảo vệ quốc hội của một cựu tổng thống vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021, khi mà một đám đông những người ủng hộ ông ta đã xâm chiếm quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử. Một bản cáo trạng vì những vấn đề như vậy, nó sẽ dẫn đến việc lần đầu tiên Hoa Kỳ buộc tội một cựu tổng thống về nỗ lực phá hủy các thể chế hiến pháp và nguyên tắc cơ bản mà cử tri có quyền lựa chọn nhà lãnh đạo của họ. Cựu luật sư của Trump, ông Ty Cobb, đã nói rằng bất kỳ bản cáo trạng tiềm năng nào liên quan đến can thiệp bầu cử, lật đổ, đảo chính đều phải được coi là những vết nhơ lịch sử đặc biệt. Và điều đó đã khiến cho Donald Trump phải lo lắng, bởi vì đó sẽ là một quyết định xác định di sản lớn hơn nhiều so với các hành vi phạm tội vụ tài liệu mật ở Mar-a-Lago. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự xúc phạm hiến pháp lớn nhất của thời đại của người Mỹ trong đầu thế kỷ 21, và cũng là sự vi phạm luật pháp trắng trợn nhất của một cựu tổng thống kể từ khi lập quốc cho đến nay. Thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu Michael Lutick, một học giả pháp lý bảo thủ nổi tiếng, ông đã phản ứng trước những dấu hiệu cho thấy là Jack Smith có thể truy tố Trump về nỗ lực làm mất hiệu lực cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách nói rằng bất kỳ bộ trưởng tư pháp hoặc cố vấn đặc biệt nào khác cũng sẽ đưa ra những quyết định giống như vậy. Lutick đã đưa ra quan điểm khá thẳng thắn rằng những hành vi xem thường, chế giễu hiến pháp Hoa Kỳ và luật pháp của cựu tổng thống Donald Trump
đã khiến cho Jack Smith không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra những cáo buộc. Nếu tôi là một trong số những người họ, tôi cũng sẽ đưa ra những quyết định giống như vậy, và có thể còn sớm hơn. Và Jeffrey Sloman, cựu luật sư Hoa Kỳ ở quận phía Nam Florida, đã gọi đây là một sự thách thức hiến pháp và luật pháp của quốc gia, do các bản cáo trạng hiện có của Donald Trump đặt ra trong bối cảnh bầu cử sôi nổi. Đây là thời điểm quan trọng nhất của đất nước, khi mà đối mặt với một vấn đề quan trọng chưa từng có tiền lệ. Và bức thư mục tiêu gửi cho Trump, nó không phải là dấu hiệu duy nhất, cho thấy là có thể có nhiều trách nhiệm giải trình hơn đối với kế hoạch bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Và Tổng thư ký hành chính tiểu bang Michigan, Dana Nessel, một đảng viên đảng Dân Chủ, đã công bố nhiều cáo buộc trọng tội đối với 16 đại cử tri giả mạo là những người đã ký giấy chứng nhận sai sự thật rằng Donald Trump đã chiến thắng tại tiểu bang này trong năm 2020. Kính thưa quý khán thính giả, làm thế nào mà một bản cáo trạng mới có thể ảnh hưởng đến cuộc đua tổng thống của đảng Cộng hòa? Khả năng có một bản cáo trạng khác chống lại Trump, nó cũng đặt ra những câu hỏi chính trị. Mặc dù sự ủng hộ dành cho ông ta trong cuộc bầu cử sơ bộ dường như nó đã tăng lên sau khi ông ta bị buộc tội trong các vụ án trước đó, nhưng mà một bản cáo trạng mới và khả năng xảy ra một phiên tòa khác có thể bắt đầu kiểm tra xem liệu có một số cử tri đảng Cộng hòa, họ có nhận ra Trump là một người có quá nhiều trách nhiệm pháp lý và không xứng đáng để nhận được đề cử hay không. Nó cũng sẽ tạo ra một cơ hội cho các đối thủ chính trong đảng Cộng hòa của cựu tổng thống, nếu mà họ muốn lợi dụng điều đó để làm nổi bật các lỗ hổng pháp lý của Donald Trump. Đó cũng sẽ là cơ hội để xác định các chiến dịch của riêng họ. Hiện nay đang theo sau lưng Trump trên đường đua, nhưng mà nó cũng có nguy cơ khiến cho những người có nhận thức đúng đắn trước đây từng ủng hộ ông ta, họ sẽ suy nghĩ lại và xa lánh ông ta. Một số ứng cử viên hàng đầu đã có những dấu hiệu thăm dò tìm cách khai thác hoàn cảnh pháp lý khó khăn của Donald Trump, bởi vì trên thực tế họ đã không đủ can đảm để chỉ trích trực tiếp, bởi vì họ còn e ngại sức mạnh chính trị và ảnh hưởng của ông ta. Trong một cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN, thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã bắt chước câu nói của Trump khi mà ông ta cảnh báo đất nước đang bị hình sự hóa những khác biệt chính trị. Nhưng mà Ron DeSantis cũng rất khéo léo ngụ ý rằng mớ hỗn độn pháp lý của Donald Trump đang trở thành một điều không tốt, gây sao nhãng bầu cử. Và ông ta đã nói rằng đất nước này cần phải có một cuộc tranh luận về tương lai của đất nước. Nếu tôi là người được đề cử, chúng ta sẽ có thể tập trung vào những thất bại của Tổng thống Biden, và tôi sẽ đưa ra một tầm nhìn tích cực cho tương lai của nước Mỹ. Tôi nghĩ rằng việc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống không nên tập trung vào những gì đã xảy ra vào 4 năm trước, vào đầu năm 2021. Nó sẽ là điều tốt hơn cho chúng ta. Và với Ron DeSantis thì tôi cho rằng chú ngựa non háo đá này chỉ đang chờ dịp tốt nhất để vỗ tay. Khi mà thấy cảnh Trump ra trước vành móng ngựa và lãnh vài bản án ngồi tù cho đến suốt đời, nhưng mà bây giờ thì lại không dám hó hé vì không muốn làm mất lòng đám MAGA. Còn cựu thống đốc South Carolina, Nikki Haley, thì bà này cũng đưa ra quan điểm tương tự nhưng mà mạnh mẽ hơn, khi mà nói rằng phần còn lại của cuộc bầu cử sơ bộ này nó sẽ liên quan đến Trump, sẽ là các vụ kiện, sẽ là những chi phí pháp lý khổng lồ, sẽ có những phiên tòa đó đây với các công tố viên, các bồi thẩm viên, các thẩm phán khắp nơi. Tôi không nghĩ đây là một diễn biến bình thường nên có của một ứng cử viên tổng thống. Và những diễn biến không hay liên quan đến luật pháp
sẽ khiến cử tri bị phân tâm ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt đối với Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy, là người đã từng nói rằng Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1. Nhưng mà từ lâu nay thì ông ta đã gắn bó sự nghiệp chính trị của mình với Donald Trump, đưa ra một cái nhìn có thể xác thực hơn về quan điểm của nhiều cử tri Đảng Cộng Hòa về một bản cáo trạng mới có thể xảy ra của Trump. Và McCarthy đã nói rằng, nếu bạn để ý gần đây, cựu Tổng thống Trump đã vượt lên trong các cuộc thăm dò và thực sự đang vượt qua Tổng thống Biden để có thể tái đắc cử. Vậy bây giờ họ làm gì? Vũ khí hóa chính phủ để truy lùng đối thủ số một của họ. Và với câu nói này của McCarthy, tôi xin tặng cho ông McCarthy một ngón tay cái chỉ xuống đất để xác nhận lần nữa loại tư cách hèn, không thể tả của một đảng viên Cộng Hòa bị cụp xương sống trong 6 năm nay vẫn chưa hết bệnh. Nhiều đồng minh thân cận nhất của Donald Trump trên đồi Capitol, mặc dù họ biết là Donald Trump đang phải đối mặt với những cáo buộc pháp lý nguy hiểm, nhưng mà họ vẫn lao vào bảo vệ ông ta vì lợi ích chính trị và cáo buộc chính quyền Biden vũ khí hóa công lý để chống lại Donald Trump. Nhưng mà, thưa quý vị, nếu mà Donald Trump trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thực sự, trong khi đang đấu tranh để với hệ thống công lý của đất nước vì những tội trạng tày đình của ông ta, thì trong bất kỳ trường hợp nào trong số này, cử tri Cộng Hòa cũng sẽ phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên đưa một người có thể là tội phạm đã bị kết án vào phòng bầu dục để làm tổng thống hay không, và có nên giao cho ông ta quyền lực cao nhất, những bí mật an ninh quan trọng nhất của quốc gia và nền dân chủ nước nhà hay không. Bản cáo trạng thứ ba, nó cũng sẽ tiếp tục hợp nhất chiến dịch pháp lý và chiến dịch chính trị của Trump. Trong khi Donald Trump luôn mồm tuyên bố là ông ta tranh cử để cứu nước Mỹ, nhưng mà ngoại trừ đám MAGA đầu đất không hiểu thôi, chứ còn hầu hết cử tri Cộng Hòa và các đảng viên Cộng Hòa, họ đều hiểu động lực chính yếu của Trump ra tranh cử là gì. Là để tự cứu bản thân ông ta. Bởi vì nếu ông ta đắc cử tổng thống một lần nữa, ông ta sẽ có khả năng xóa sạch tất cả các vụ kiện đang chống lại ông ta. Chiến lược miêu tả mọi cuộc điều tra về hành vi của ông ta là có động cơ chính trị. Nó có tác động làm lu mờ và làm yếu bằng chứng chống lại ông ta, và nó làm mất tập trung khỏi hành vi thường xuyên bất thường của ông ta trong văn phòng trước đây. Nhưng mà nó cũng có nguy cơ gây tổn hại thêm cho hệ thống pháp luật dưới tầm nhìn hạn hẹp con mắt của hàng triệu người Mỹ đang ủng hộ ông ta. Và một trong những câu hỏi khó nhất, hóc búa nhất được đặt ra trước khả năng có một bản cáo trạng khác là làm thế nào để lên lịch xét xử nhiều phiên tòa theo cách đáp ứng nhu cầu xét xử công bằng cho Donald Trump, nhưng mà vẫn cho phép bánh xe công lý quay với một tốc độ hợp lý, không nhanh không chậm. Donald Trump đã chuẩn bị ra tòa vào tháng 3 trong vụ án Manhattan và vào tháng 5 cho vụ án tài liệu mật ở Mar-a-Lago. Nhiều phiên tòa hơn, dĩ nhiên nó sẽ đòi hỏi thêm thời gian của ông ta, mà đúng ra ông ta có thể được cho là dành cho cái thời gian để mà đi khắp nơi trong nước, để tổ chức các cuộc meeting, các cuộc biểu tình chính trị, và có thể là tranh luận tổng thống. Trong khi những rắc rối pháp lý của Trump có thể nó không ảnh hưởng đến cử tri Đảng Cộng Hòa, nhưng mà vẫn còn phải xem liệu nó có thể khiến cho những người ôn hòa và độc lập quay lưng lại với cựu tổng thống hay không. Donald Trump đã thua tổng thống Joe Biden một lần, nhưng mà trong các cuộc đối đầu trực tiếp vào tháng trước,
Một số cuộc thăm dò cho thấy là Trump có thể thắng ông Biden tới 7 điểm, 7 điểm phần trăm, nếu mà cuộc bầu cử diễn ra trong tháng này. Tuy nhiên những con số đó nó có thể thay đổi khi mà các vụ kiện chống lại Trump tiếp tục phát triển. Và tình hình thậm chí còn có thể trở nên phức tạp hơn, bởi vì Trump vẫn đang chờ xem liệu ông ta có bị buộc tội trong cuộc điều tra của biện lý quận Fulton ở tiểu bang Georgia về nỗ lực bị cáo buộc nhằm đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử của Biden ở tiểu bang dao động quan trọng hay không. Nếu mà chỉ nói riêng về tiểu bang Georgia, thì đây sẽ được xem là một vết nhơ đáng kinh ngạc đối với một nhiệm kỳ tổng thống. Donald Trump đã tạo ra một mớ hỗn độn pháp lý và đẩy hệ thống công lý Mỹ đến chân tường. Nhưng mà cuối cùng, với bản tin khá tích cực, thưa quý vị, rằng Donald Trump đã nhận được một thông tin cập nhật quan trọng về vụ án can thiệp bầu cử mà các công tố viên của tiểu bang Georgia đang chuẩn bị tung ra cáo trạng chống lại ông ta. Đó là tòa án tối cao của tiểu bang Georgia đã ra phán quyết rằng họ sẽ không chặn các bằng chứng được thu thập trong cuộc điều tra đang diễn ra của luật sư quận Fulton County, và cũng không ngăn các công tố viên sử dụng những bằng chứng đó trong bất kỳ vụ án hình sự hoặc dân sự nào trong tương lai, như Trump đã yêu cầu. Và bây giờ là câu hỏi liệu biện lý quận Fannie Willis có đưa ra cáo buộc chống lại Trump trong vụ án hay không? Các tài liệu từ văn phòng của biện lý quận cho thấy là nếu một bản cáo trạng được đưa ra, có thể sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến giữa tháng 8. Và trường hợp của bà Willis được cho là dựa một phần vào báo cáo của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt điều tra nỗ lực của Trump và các cộng sự nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Georgia. Các công tố viên, họ đang xem xét các cáo buộc gian lận, có thể bị phạt tiền và án tù tối đa 20 năm. Còn các tội danh âm mưu với mức án tối đa là 5 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 đô la. Thẩm phán Eileen Cannon của tòa án quận Florida đã dung hòa đòi hỏi của cố vấn đặc biệt Jack Smith muốn phiên tòa diễn ra vào tháng 12. Còn phía Trump thì muốn sau bầu cử tổng thống 2024, cho nên bà Cannon đưa ra mốc thời gian 20 tháng 5, được giới chuyên gia luật pháp đánh giá là một bước đi khá khôn khéo, không mít lòng cả đôi bên. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, họ đã đưa ra các giới thiệu tội phạm ở đây, bao gồm cả chiến dịch gây áp lực lên các tiểu bang với nhiều bằng chứng rõ ràng. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, một bản cáo trạng liên bang, nó đã là một vấn đề nghiêm trọng đối với cựu tổng thống. Giờ đây nếu một bản cáo trạng liên bang thứ hai vụ nổi loạn 6 tây tháng 1 xảy ra cùng với những cáo trạng từ tiểu bang và các vụ kiện dân sự khác, thì xem ra Donald Trump sẽ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sẽ chạy trời không khỏi nắng, không thể lọt lưới được, bởi vì những đợt lưới lần này có nhiều lớp, lớp trong lớp ngoài, làm gì thì cũng bắt được con cá mập này, không thoát được. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.